Khói thuốc lá chứa hàng ngàn chất độc hại như formaldehyde, benzen, carbon monoxit là nguyên nhân gây các bệnh ung thư, đột quỵ, viêm phổi cho cả người hút và người không hút nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc. Để bảo vệ sức khỏe cho mọi người, luật phòng chống tác hại của thuốc lá nghiêm cấm hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà của nhà hàng. Hãy gọi 1800 6606 để được tư vấn cai thuốc lá miễn phí.